trước khi Son Ye-jin tình cờ thừa nhận chúng thính Hyun Bin, còn cả tá Hin yêu đương của cặp đôi vàng. Có lẽ hiếm có cặp đôi nào được khán giả ủng hộ nhiệt tình như Hyun Bin và Son Ye-jin của Crash Landing on You, hạ cánh nơi anh khi mà chỉ cần một ánh mắt nhìn nhau, cũng đủ thổi bùng lên tin đồn hẹn hò giữa cả hai. Đặc biệt mới đây, Son Ye-jin còn thả tim cho một fanpage đẩy thuyền cô cùng Hyun Bin, khiến bao bằng chứng trước đây lại một lần nữa được các fan đào một để chứng minh rằng nghi vấn hẹn hò của hai diễn viên là có cơ sở sự thật hẳn hoi. Son Ye-jin thả tim ba hình ảnh gắn ghép cô với Hyun Bin. Dù năm lần bảy lượt phủ nhận tin đồn hẹn hò, thậm chí còn cố ý tránh mặt nhau trong lễ trao giải bác sang Asterwood, nhưng Hyun Bin và Son Ye-jin vẫn luôn bị các fan soi ra bằng chứng hẹn hò. Đặc biệt trong đêm ngày 8 tháng 6 vừa qua, Son Ye-jin khiến cộng đồng shipper chấn động khi sơ ý nhấn like liên tiếp hai bức ảnh sóng đôi hạnh phúc bên nam tài tử tại Bắc Sang 2020 của các tài khoản Instagram Binjin Daily, Onipun và fan Ye-jin Han. Đây đều là những tài khoản đẩy thuyền cặp đôi Son Ye-jin và Hyun Bin, thậm chí ở các bài đăng còn để đề hashtag cặp đôi Binjin, Binjin Lovers, Binjin Grocery chỉ loạt ảnh hẹn hò ở siêu thị là thật, và cặp đôi Binjin là thật. Điều này khiến các fan vô cùng thích thú. Son Ye-jin liên tục ngắm nhìn Hyun Bin khi tham gia lễ trao giải Bác Sang. Trước đó, trong lễ trao giải Bác Sang, tuy ngồi cách xa nhau vì lệnh giãn cách xã hội, nhưng ánh mắt của Son Ye-jin và Hyun Bin nhìn nhau cũng được fan nhận xét là có mùi mờ ám. Các fan còn tranh thủ đào lại hình ảnh Son Ye-jin và Hyun Bin ngồi cạnh nhau trong lễ trao giải Busan International Fantastic Film Festival cách đây 6 năm khi cả hai vẫn chưa từng hợp tác với nhau. Lúc này, Son Ye-jin cũng nhìn Hyun Bin bằng ánh nhìn trìu mến tương tự như bây giờ. Cách đây 6 năm, cô nàng cũng dành ánh mắt trìu mến cho Hyun Bin. Hợp tác với nhau từ The Negotiation cuộc đàm phán sinh tử, Hyun Bin và Son Ye-jin nhanh chóng được các fan ghép đôi bởi sự hợp cạ của cả hai. Không thể phủ nhận rằng cặp diễn viên này có rất nhiều điểm chung, tuổi tác, sở thích, tính cách. Đỉnh điểm là khi Hyun Bin và Son Ye-jin bị bắt gặp cùng đi du lịch tại Mỹ, tin đồn đám cưới đã xuất hiện và được lan truyền một cách nhanh chóng. Hyun Bin bị bắt gặp đi siêu thị với Son Ye-jin tại Mỹ. Cho đến khi hợp tác với nhau trong Crash Landing on You tình yêu hạ cánh, sự ăn ý giữa Hyun Bin và Son Ye-jin đã khiến khán giả không khỏi phấn khích. Đặc biệt, khi mà trên phim Tình 1, Ngoài đời tình 10 với hàng loạt bằng chứng hậu trường đầy mờ ám được các fan soi ra, cả hai càng được gắn ghép một cách tích cực. Thậm chí, đôi diễn viên còn hay bị đồng nghiệp và nhân viên trêu trốn ra góc đánh lẹ trong ngày họp báo phim. Với hiệu ứng của Crash Landing on You, cặp đôi này đã đứng đầu bình chọn cặp sao được fan mong muốn yêu nhau nhất. Ở trên phim, phản ứng hóa học của cả hai đỉnh đến thế này đây. Hyun Bin và Son Ye-jin thường xuyên đùa giỡn với nhau trong hậu trường quay phim. Hậu trường cảnh hôn cuồng bạo đến mức Hyun Bin phải lấy mũ che đi. Cô nàng còn chủ động chạy đến ôm chầm Hyun Bin. Bị cưỡng hôn, trước khi hoàn thành lời thoại nên Son Ye-jin cấm anh chàng hôn mình. Thế là Hyun Bin liền lườm một cái dàn mặt. Bạn có thể chọn một mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Có chứ, cả hai đẹp đôi vậy mà. Không, mình thấy chẳng thích tí nào. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.